chào các bạn, mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau review cuốn sách Atomic Habits, thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ của Jim Clear. Trước tiên là chúng ta hãy cùng nhau trả lời cho câu hỏi tại sao, đó là tại sao trong chuyên mục ngày hôm nay mình lại chọn review cuốn sách Atomic Habits. Và như các bạn thấy thì chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính có để slogan là Habits for Financial Freedom, thói quen tự do tài chính. Việc tạo ra những thói quen tốt và bỏ những thói quen xấu có ý nghĩa rất quan trọng hay có thể thay đổi cả cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên thì tạo được một việc trở thành thói quen hay từ bỏ một thói quen mà đã ngày ngày xuất hiện trong cuộc sống thì lại không hề đơn giản chút nào. Chính vì vậy mà cuốn sách Atomic Habits sẽ giúp được chúng ta làm những điều đó bằng phương pháp đơn giản mà rất hiệu quả và sẽ giúp ích được cho những ai đang sẵn sàng và muốn thay đổi cho cuộc đời mình. Hy vọng rằng sau podcast này thì sẽ giúp được các bạn hiểu được những ý chính của cuốn sách và có thể giúp bạn ra quyết định có đọc cuốn sách này hay không, cũng như giúp bạn hình thành được thói quen tốt và từ bỏ được những thói quen xấu. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ý tưởng chủ đạo của cuốn sách này là gì, thì anh Quang có thể chia sẻ với mọi người. Mình nghĩ là ngay cái tiêu đề của cuốn sách, nó là thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ, nó đã nói lên nội dung của cuốn sách rồi. Cuốn sách dùng cái từ là tí hon, liệu có thể thay đổi được cuộc đời của bạn không? Thì hẳn là khó mà chúng ta đồng ý với điều đó. Nhưng nếu bạn thay đổi một chút, thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, thì đến một lúc nào đó bạn phải công nhận rằng cuộc sống của mình đã chuyển biến nhờ vào một ngày thay đổi nhỏ. Nói đến đây thì mình có liên tưởng đến cái công thức của gọi là lãi kép trong tài chính, đúng không ạ? Tức là với một cái số tiền nhỏ ban đầu mà chúng ta tích lũy liên tục, đầu tư đều đặn với một cái lãi suất nhất định, thì sau một thời gian rất là dài thì nó tạo ra một cái thành quả, chính là cái tài sản chúng ta tích được rất là lớn. Và cũng cuốn sách này cũng nói lên một ý là thành công nó là sản phẩm của thói quen hàng ngày, nó không phải là một cuộc biến hình một lần trong cuộc đời. Vậy thì nếu như để lựa chọn ra ba bài học quan trọng nhất trong cuốn sách này thì anh Quang nghĩ là có thể là gì? Anh nghĩ là cái bài học số 1 anh nghĩ đến đó là cái thói quen nó là một hành vi được lặp đi lặp lại cho đến khi trở nên tự động. Mục đích của thói quen chính là giải quyết các vấn đề của cuộc sống với ít nỗ lực nhất có thể. Và một điều rất là đặc biệt là trong cuốn sách này tác giả có đề cập đến quá trình xây dựng thói quen được chia làm 4 bước đơn giản. Bước 1 nó là xuất phát từ tín hiệu, rồi bước thứ 2 là cơn thèm muốn, bước thứ 3 là sự phản hồi và bước thứ 4 là phần thưởng. Thế thì 4 cái bước này nó có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tức là các cái tín hiệu thì nó kích thích chúng ta có sự thèm muốn, còn sự thèm muốn thì nó thôi thúc chúng ta có sự phản hồi, và cái phản ứng nó mang lại cho chúng ta phần thưởng, và cái phần thưởng nó lại gắn với những cái gợi ý. Cụ thể hơn là gì? Là đầu tiên là với cái bước tín hiệu này, bước 1 là tín hiệu, thì cái tín hiệu nó kích hoạt cái não bạn khởi động một cái hành vi, là một cái mẫu thông tin báo trước một cái phần thưởng, và tâm trí bạn liên tục phân tích cái tình trạng nội tại lẫn cái môi trường bên ngoài để mà chúng ta tìm kiếm các cái chỉ dẫn về vị trí phần thưởng. Mà cũng bởi vì là tín hiệu nó là dấu chỉ dẫn về vị trí phần thưởng nên thông thường nó sẽ dẫn về cái sự khát khao. Đó là bước 1 ha. Bước 2 là cái cơn thèm muốn, hay còn gọi là lòng khát khao, thì nó chính là cái nguồn động lực thúc đẩy đằng sau cái mọi cái thói quen của chúng ta. Nếu không có động lực thúc đẩy hoặc mong mỏi mãnh liệt đến mức độ nào đó, và nếu không thèm muốn sự thay đổi, thì chúng ta chẳng có lý do gì để hành động cả. Cái mà bạn khát khao nó không phải là thói quen, mà là bạn đang thèm cái cảm giác dễ chịu do nó mang lại. Ví dụ một thói quen hút thuốc, thì người ta hút thuốc không phải vì người ta thích cái thói quen hút thuốc đó, mà khi hút thuốc thì nó mang lại cho người ta một cái cảm giác dễ chịu. Mỗi cái cơn thèm muốn á, nó đều gắn liền với một cái trạng thái nào đó trong cái nội tại của mình. Chính vì thế mà mỗi một người lại có những cái cơn thèm muốn nó không giống nhau. Ví dụ mỗi người có một cái suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc khác nhau, và đó chính là cái tín hiệu để mà chuyển hóa cảm xúc thành cái cơn thèm muốn. Đó là bước thứ 2. Bước thứ 3 là sự phản hồi. Phản hồi nó phụ thuộc vào mức độ bạn được thôi thúc và đồng thời là có bao nhiêu cái lực cản. Thông thường những cái việc mà chúng ta có sự thôi thúc nhưng mà lực cản lại quá lớn thì thông thường chúng ta cũng sẽ không hành động để tạo thành thói quen được. Ngoài ra thì cái sự phản hồi nó còn phụ thuộc vào cái năng lực mà bạn có làm được hay không. Thì có rất là nhiều việc chúng ta muốn làm nhưng mà vì chúng ta không có năng lực làm được thì cuối cùng nó cũng không thể hành động để thành thói quen được. Bước cuối cùng trong cái chuỗi 4 bước này là chính là phần thưởng. Vì phần thưởng nó chính là cái mục tiêu cuối cùng của thói quen. Chúng ta theo đuổi phần thưởng nó có hai mục đích, là làm chúng ta thỏa mãn và là chúng dạy ta bài học gì đó. Như vậy là
cuốn sách cũng chỉ ra rằng là một cái hành vi cho thấy nó sẽ không hiệu dụng đủ trong bất kỳ bước nào của bốn bước. Nếu mà không đủ các bốn bước đó thì nó sẽ không trở thành thói quen được. Như vậy để xây dựng một cái thói quen thì chúng ta phải trải qua bốn bước mà anh Quang có chia sẻ đúng không? Vậy thì các bước đó là các tín hiệu sẽ kích thích chúng ta đến sự thèm muốn này. Sự thèm muốn sẽ thôi thúc chúng ta có sự phản hồi. Và cái sự phản hồi đó thì mang lại cho chúng ta phần thưởng. Và phần thưởng sẽ gắn liền với những cái tín hiệu. Rồi, thì ngoài cái bài học số 1 mà anh vừa chia sẻ thì Duyên có thấy các cái bài học nào mà em tâm đắc từ việc đọc cuốn sách này không? Có một bài học mà em nghĩ là nó xuyên suốt cuốn sách này, đó là tác giả có nói về bốn cái nguyên tắc để thay đổi hành vi. Thì để hình thành được thói quen thì bạn buộc phải khiến nó trở nên thật hiển nhiên, hấp dẫn, dễ dàng và vừa ý. Và cái thói quen của chúng ta thì chia làm hai thói quen, một là thói quen xấu và hai là thói quen tốt. Thì cái nguyên tắc này đó là khiến cho thói quen đó trở nên rõ ràng, khiến nó hấp dẫn, khiến nó dễ dàng và khiến nó cảm thấy thỏa mãn. Và thói quen xấu thì sẽ hoàn toàn ngược lại, đó là khiến nó không còn rõ ràng nữa, khiến nó không còn hấp dẫn, khiến nó không còn dễ dàng và khiến nó không còn tạo cảm giác thỏa mãn. Vậy thì cụ thể về nguyên tắc thứ nhất, đó là nguyên tắc khiến nó trở nên rõ ràng. Thì quá trình thay đổi hành vi thì luôn bắt đầu từ những nhận thức của chúng ta, và khi đó thì chúng ta hãy viết những cái nhận thức đó ra là dấu hiệu để kích hoạt chúng và lập ra danh sách thói quen của chúng ta. Và thói quen nào tốt, thói quen nào xấu, điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được những hành động nào có thể giúp ích và có hại cho chúng ta. Và việc mà để cho chúng ta khiến cái thói quen này trở nên rõ ràng, đó là chúng ta phải có thời gian cụ thể này, địa điểm cụ thể này. Cụ thể là như thế nào? Tức là ví dụ chúng ta có một cái công thức mà tác giả có chia sẻ ở đây, đó là tôi sẽ thói quen vào thời gian và vị trí. Và một trong những cái cách tốt nhất để thực hiện được thói quen đó là gắn liền cái thói quen đó với thói quen cũ. Và điều này tác giả có gọi đó là thói quen xếp chồng. Vậy thì anh Quang có thể lấy ví dụ sau những gì em vừa nói được không ạ? Đầu tiên là anh thấy cái công thức mà em đề cập đến anh thấy rất hay. Tôi sẽ thói quen vào thời gian nào, trong vị trí nào đúng không? Ví dụ như này nhé, tôi sẽ tập thể dục tại nhà vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Em thấy có hợp lý với cái công thức đầu tiên nào? Đó là hoàn toàn cái ví dụ đấy rất là hợp lý và rất là thực tế. Rồi, thế còn cái công thức thứ hai là thói quen trong thói quen, đúng không? Thì ví dụ như này, sau khi thức dậy tôi sẽ ngồi thiền 5 phút, đúng không ạ? Đấy, thì ý là sáng nào mình cũng thức dậy vào lúc nào đó mà, thì sau đó mình ngồi thiền luôn 5 phút. Đó là xếp chồng thói quen lên đúng nhau rồi, đúng không ạ? Chính xác. Và cái thứ hai ở đây để tạo cho cái thói quen này trở nên dễ dàng, trở nên rõ ràng, đó là chúng ta tạo môi trường phù hợp. Những thay đổi nhỏ trong môi trường thì có thể tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi của bạn, bởi vì thói quen được bắt đầu từ những tín hiệu gợi ý cho chúng ta cần làm cho các dấu hiệu của thói quen tốt trong môi trường mà chúng ta dần dần quen, và sẽ không chỉ gắn liền với các dấu hiệu mà chúng ta được kích hoạt mà còn gắn liền với toàn bộ bối cảnh xung quanh chúng ta. Và bối cảnh gợi ý cho chúng ta thói quen tốt, và điều này cũng lý giải cho xây dựng thói quen mới trong môi trường mới dễ dàng hơn, và bạn không cần phải chống lại các tín hiệu cũ. Anh có thể lấy một cái ví dụ em xem có đúng cái ý tưởng này không nhé. Ví dụ như nếu mình muốn tập chơi đàn chẳng hạn, thì mình có thể đặt cái cây đàn ở vị trí mà dễ nhìn thấy nhất và thuận tiện nhất cho việc luyện tập của chúng ta. Đúng rồi, thì tức là cái ý này là làm sao chúng ta biến cái môi trường đó trở nên nó thân thuộc với chúng ta, và cái thói quen hay là những cái dụng cụ để có thể giúp chúng ta thực hiện nó phải xuất hiện trước mặt chúng ta để chúng ta có thể tiện lợi để sử dụng nhất. Và ngược lại với cái xây dựng thói quen tốt là trở nên rõ ràng đúng không, thì sẽ chúng ta phải kiểm soát được thói quen xấu ở đây, đó là chúng ta sẽ làm cho cái thói quen đó không còn rõ ràng nữa. Tức là một thói quen xấu thì sẽ được hình thành rất là dễ, nhưng từ bỏ đi thì sẽ rất là khó. Một trong những cách thiết thực nhất để có thể loại bỏ thói quen xấu đó là chúng ta giãn tiếp xúc với các tín hiệu mà hình thành nên thói quen đó. Ví dụ như là chúng ta dành quá nhiều thời gian để xem tivi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bỏ cái tivi đó ra khỏi phòng ngủ của chúng ta đi. Hợp lý. Đó là nguyên tắc thứ nhất, làm cho thói quen trở nên rõ ràng. Và nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta làm cho nó trở nên hấp dẫn. Vậy làm thế nào để thói quen trở nên hấp dẫn và không thể kháng cự được? Một hành động mà càng hấp dẫn thì càng có khả năng trở thành thói quen của chúng ta. Chiến lược ở đây tác giả có đề cập đến đó là ghép việc bạn cần làm với một hành động mà bạn muốn làm. Công thức đó là sau khi thói quen hiện tại, tôi sẽ thói quen tôi cần. Sau khi thói quen tôi cần, tôi sẽ thói quen tôi muốn. Anh Quang có thể lấy ví dụ để cho mọi người hiểu được không? Ví dụ như này nhé.
bạn có thói quen xem Facebook đúng không? Nhưng mà lại cần tập thể dục nhiều hơn, thì bạn có thể đặt một cái câu như này: sau khi tôi cầm điện thoại, tôi sẽ nhảy cao 5 lần, và sau khi nhảy cao, tôi sẽ xem Facebook. Hợp lý không nhỉ? Đúng rồi, anh Quang đang áp dụng công thức rất là chính xác. Cái thứ hai mà để làm cho thói quen này trở nên hấp dẫn, đó là cái vai trò của gia đình, bạn bè hay môi trường xung quanh của chúng ta. Cái văn hóa mà chúng ta sống quyết định những hành vi nào hấp dẫn cho chúng ta. Chúng ta có xu hướng để chấp nhận những thói quen mà được ca ngợi này, được chấp thuận bởi văn hóa, bởi vì chúng ta có một mong muốn mạnh mẽ để phù hợp và thuộc về cộng đồng. Thì chúng ta có xu hướng hay bắt chước thói quen của ba nhóm xã hội mà tác giả có đề cập đến, đó là thứ nhất là gia đình bạn bè, thứ hai là cộng đồng, và thứ ba là những người có quyền lực. Và một trong những điều mà chúng ta có thể làm ở đây, đó là xây dựng cái thói quen tốt, là tham gia một cộng đồng mà hành vi mong muốn của chúng ta là hành vi bình thường, và chúng ta có một cái gì đó chung với cái cộng đồng đó, với cái nhóm đó. Vậy thì làm thế nào để khắc phục thói quen xấu ở đây? Thì chúng ta sẽ làm cho thói quen xấu trở nên không hấp dẫn này, và nêu lên những cái lợi ích của việc tránh những thói quen xấu đó ra, để thói quen xấu đó không hấp dẫn với chúng ta nữa. Nguyên tắc thứ ba, đó là làm cho thói quen trở nên dễ dàng. Tác giả có đề cập đến thứ nhất, đó là chúng ta hãy lặp đi lặp lại thói quen đó. Nếu như mà chúng ta muốn làm chủ thói quen thì hãy lặp đi lặp lại nhiều lần hành động đó. Thói quen thực chất là sự lặp đi lặp lại một hành động cho tới khi thuần thục tới mức mà chúng ta thực hiện nó không cần phải suy nghĩ gì cả. Đó là quy luật của sự ít nỗ lực nhất. Chúng ta thường có khuynh hướng đó là về sự lựa chọn tốn ít công sức nhất, và thói quen của chúng ta là tuân theo quy luật này. Vì vậy mà hãy tạo ra cái môi trường mà bạn hành động một cách dễ dàng nhất, làm giảm các khó khăn liên quan tới thói quen tốt. Khi các khó khăn giảm xuống, thói quen tốt sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ở đây thì chắc tác giả đề cập đến đó là quy luật 2 phút. Khi bạn quyết định một thói quen mới nên tốn 2 phút để thực hiện. Anh Quang có hiểu cái quy luật này của tác giả không nhỉ? Anh đang hình dung thử xem nhé. Ví dụ như như này, bạn muốn bắt đầu cái thói quen đọc sách trước khi đi ngủ đúng không? Thì chúng ta nên bắt đầu bằng cách là thật là dễ dàng. Ví dụ chúng ta chỉ đọc khoảng 1 trang thôi trước khi chúng ta đi ngủ. Cũng hợp lý đấy ạ. Và cái cách tốt nhất đó là chúng ta phải tự động hóa cái thói quen của mình. Ví dụ như là chúng ta muốn tiết kiệm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tham gia vào các chương trình tiết kiệm của ngân hàng, để khi mà chúng lương về thì sẽ tự động đổ vào cái tài khoản tiết kiệm đó. Thì ở đây là tự động sử dụng bằng công nghệ. Thì cái thói quen của chúng ta đó là rất là đáng tin cậy và hiệu quả để đảm bảo cái hành vi của chúng ta là đúng. Và cái cách mà tránh các thói quen xấu trái ngược với quy tắc này, đó là làm cho thói quen trở nên khó khăn hơn. Khi khó khăn mà tăng lên thì thực hiện thói quen xấu trở nên khó khăn và dễ thay đổi nó hơn rất là nhiều. Và cái nguyên tắc cuối cùng ở trong bài học này đó là làm thỏa mãn. Tức là chúng ta thường lặp đi lặp lại một hành vi khi hành vi đó đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn. Để hình thành được cái thói quen mà gắn bó với cảm giác thành công, cho dù chỉ là một thành công nhỏ, một trong những cảm giác thỏa mãn nhất là cảm giác tạo ra sự phát triển, theo dõi thói quen bằng việc đánh dấu X vào các trang lịch này để chúng ta có thể theo dõi tốt hơn. Và việc này có thể làm cho chúng ta thỏa mãn hơn vì nó cung cấp cho chúng ta cái bằng chứng để thấy rõ ràng vào sự phát triển của chúng ta. Và có một điều mà tác giả có nói là đừng nên phá vỡ những chuỗi ngày này, tức là chúng ta nên thực hiện nó liên tục. Hoặc là đơn giản hơn, đó là sau khi chúng ta thực hiện một thói quen tốt thì hãy thưởng cho mình một lời khen. Ví dụ như là tôi thật tuyệt vời chẳng hạn. Và điều trái ngược với nguyên tắc này đó là làm cho thói quen trở nên không thỏa mãn, và chúng ta ít có khả năng lặp lại một thói quen nếu nó làm cho chúng ta đau đớn và không hài lòng. Đó, anh Quang thấy như thế nào? Trong anh để ý trong cái phần bài học thứ hai mà Duyên vừa rút ra khá rất nhiều ý hay. Nhưng mà tụ trung lại, nó có bốn cái quy tắc mà chúng ta nhớ rất là ngắn gọn dễ hiểu này, đúng không? Để thành thói quen, bạn buộc phải khiến nó trở nên thật hiển nhiên, hấp dẫn, dễ dàng và vừa ý. Đúng rồi. Vậy thì còn một bài học cuối cùng thì anh Quang sẽ dành bài học này cho điều gì? Anh nhớ trong công thức, trong sách có một công thức rất là hay, đó là thói quen cộng với luyện tập có chủ đích thì bằng sự tinh thông.
một cái điều rất là quan trọng là người ta luôn luôn đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để chúng ta luôn luôn có động lực trong cuộc sống và công việc, đúng không ạ? Thì cái quy tắc Goldilocks nó nói rằng con người có động lực làm việc tốt nhất khi làm các nhiệm vụ ngay trên rìa khả năng của họ, tức là phát huy đến cái tối đa tiềm năng của họ. Cái mối đe dọa lớn nhất để thành công không phải nó là cái sự thất bại mà là sự nhàm chán. Khi thói quen trở nên quen thuộc thì chúng ta trở nên ít thú vị hơn và ít thỏa mãn hơn, và chính cái điều này đã làm cho chúng ta nhàm chán. Bất cứ ai cũng có thể làm việc chăm chỉ khi họ cảm thấy có động lực. Động lực là rất quan trọng. Vì vậy mà khả năng để tiếp tục một công việc không còn thú vị nó làm nên sự khác biệt giữa mọi người. Khi một thói quen đã được thiết lập thì điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Những cái cải tiến nhỏ và thách thức nó nuôi dưỡng cho chúng ta những cái thứ để mà chúng ta duy trì được thói quen. Cái lợi ích của thói quen là chúng ta có thể làm mọi việc mà không cần suy nghĩ. Nhưng mà mặt trái của nó là chúng ta lại không chú ý đến những cái lỗi mà có thể mắc phải. Thì những người thành công thì thật ra là cũng có những lúc họ cảm thấy thiếu động lực như những người khác. Nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là bất chấp cái cảm giác nhàm chán đó thì những người thành công họ vẫn cứ tiếp tục làm việc. Các cái chuyên gia thì họ bám sát lịch trình, còn người nghiệp dư thì để cho cuộc sống cản trở. Những chuyên gia thì họ biết những cái gì là quan trọng đối với họ và họ làm việc với cái mục đích đó. Trong khi người nghiệp dư thì cứ bị kéo theo các vấn đề cấp bách khác của cuộc sống và không tập trung vào cái điều cốt lõi như vậy. Thế nên từ đó mới rút ra được, cuốn sách cũng rút ra được là cách duy nhất để mà trở nên xuất sắc trong các kỹ năng là chúng ta bị mê hoặc một cách vô tận trong việc làm đi làm lại những điều tương tự nhiều lần. Và ở đây cái điều quan trọng là chúng ta phải cảm thấy yêu cái sự nhàm chán. Làm chủ một cái kỹ năng là một cái quá trình cái thu hẹp cái sự tập trung của chúng ta vào một vài yếu tố thành công và lặp đi lặp lại nó cho đến khi chúng ta tiếp thu được những cái kỹ năng và sau đó sử dụng cái thói quen mới này để làm nên cái nền tảng để mà tiến lên bước tiếp theo của sự phát triển. Mỗi một thói quen nó mở ra một cái tình trạng tiếp theo, đó là một cái chu kỳ bất tận. Cải thiện không chỉ là thói quen học tập mà còn là điều chỉnh để cho nó ngày càng đúng hơn. Qua quá trình xem xét đảm bảo rằng bạn dành thời gian cho những điều đúng đắn và sửa chữa bất cứ khi nào bạn cần thiết. Bạn không muốn tiếp tục tập cái thói quen nếu nó trở nên không hiệu quả. Mọi thứ đều vô thường, cuộc sống luôn thay đổi, vì vậy bạn cần phải kiểm tra để mà xem liệu những thói quen và niềm tin cũ nó còn phục vụ bạn hay không. Cái bài học này em cũng thấy rất là hay, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy mặt trái của cái thói quen. Tức là để nó trở thành cái thói quen tốt và tốt cho chúng ta thì chúng ta nên có mục đích để thực hiện cái thói quen đó, và nó và để chúng ta không bị nhàm chán thì cần có động lực để thực hiện cái thói quen đó tiếp tục. Vậy thì đó là những ý chính trong cuốn sách mà chúng tôi có chia sẻ với bạn. Cuốn sách này là một cẩm năng tích cực về việc thay đổi thói quen trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong phạm vi của chương trình Người gieo hạt sức khỏe tài chính thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được những bài học từ cuốn sách vào việc tạo lập những thói quen tài chính cá nhân tốt, cũng như loại bỏ những thói quen tiêu cực xung quanh vấn đề quản lý tài chính cá nhân. Các bạn hãy nhớ 3 bài học mà chúng tôi có chia sẻ trong podcast ngày hôm nay. Bài học thứ nhất đó là thói quen là một hành vi được lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở nên tự động. Mục đích của thói quen chính là giải quyết các vấn đề của cuộc sống với ít nỗ lực nhất có thể. Và quá trình xây dựng thói quen được chia làm 4 bước rất đơn giản. Đó là thứ nhất là tín hiệu, thứ hai là cơn thèm muốn, thứ ba là phản hồi, thứ tư là phần thưởng. Và 4 bước này có mối liên hệ với nhau không thể thiếu được. Bài học thứ hai đó là để hình thành thói quen, bạn buộc phải khiến nó trở nên thật hiển nhiên, hấp dẫn, dễ dàng và vừa ý. Và bài học cuối cùng đó là công thức thói quen cộng với luyện tập có chủ đích bằng tinh thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.